Hello anh em, rồi đang đóng dở hàng mình nhớ ra là không quay lại video con này. Con này là con máy hút bụi nhé, máy hút bụi 3 chức năng, chạy pin của Makita, hút khô này, hút nước này và thổi bụi này. Đây, BL motor này, bằng lọc và HEPA này, mã máy đây. Đó. Con này thì sử dụng pin 18V anh em nhé. Động cơ không chổi than thì nó bền được. Đó. Đang đóng hàng dở đây. Rồi con này thì hiện tại bên mình đang khuyến mại là còn hơn 3 triệu một chút thôi. Nên là anh em nào muốn sử dụng cái máy hút bụi này ở trong xưởng hoặc đi công trình hoặc là anh em sử dụng trong gia đình đều rất là ok nhé. Vì hút được cả khô cả nước và thổi bụi luôn. Rất là tiện. Rồi anh em đặt hàng thì nhắn tin cho mình nhé. Hoặc là gọi số 0847 886 000. Rồi, cảm ơn anh em nhé.